Bốn con giáp bất ngờ được thần tài ban lộc lớn, phúc lộc ập về, giàu nứt đố đổ vách đúng ngày vía thần tài 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ngày vía thần tài là ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm. Dân gian xem đây là cái ngày đẹp nhất để sắm sửa lễ vật cúng thần tài, cầu mong một năm mới được bình an, may mắn và gặp được nhiều cái tài lộc. Đây cũng được xem là một cái ngày quan trọng trong năm đối với những người làm ăn kinh doanh. Bên cạnh cái việc là cúng các món ăn như là heo, vịt quay, cá lóc nướng trong cái ngày vía thần tài để mong rước thần tài về nhà, nhiều người còn đi mua vàng, săn tôm, cua, mèo vàng, vân vân, với cái niềm tin rằng chúng sẽ đại diện cho cái may mắn, phước lộc và phú quý. Năm nay cái ngày vía thần tài nó rơi vào ngày 19 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức là ngày mùng 10 tháng Giêng ấy. Theo tử vi 12 con giáp thì đúng ngày vía thần tài, có 4 tuổi sau đây sẽ đào trúng hố vàng, giàu sang đủ đường. Bước sang ngày vía thần tài, những con giáp này sẽ bất ngờ được thần tài chiếu cố, thần may mắn gọi tên, công việc thì được thuận lợi, đường công danh thì sáng chói, đường tình duyên thì đỏ thắm như son. Theo dự báo của các chuyên gia tử vi học, ngày mùng 10 có thể coi là một cái ngày mà cực kỳ may mắn của những con giáp này. Vì thế, các bạn chớ dại mà bỏ qua cái ngày hôm nay. Nếu ai mà đang ấp ủ những dự án, những kế hoạch mới thì có thể lựa chọn cái ngày mùng 10 để triển khai. Công việc sẽ được dễ dàng suôn sẻ hơn so với những ngày bình thường. Trong thời gian này thì những người độc thân cũng nên tích cực gặp gỡ bạn bè, kết giao thêm được với nhiều người bạn mới, từ đó tìm được cái đối tượng ưng ý với mình. Một lần nữa xin được chúc mừng bốn con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày vía thần tài thì những người tuổi Thìn được đánh giá là một cái ngày mà gì khá là thuận lợi, khá là hành thông. Năm nay, năm 2024 thì những người tuổi Thìn bị vướng vào cục diện thái tuế là năm tuổi ấy, lại thêm cái họa tam tai nó ăn ngựa nữa. Nhưng mà ấy, những người tuổi Thìn ấy, vẫn sẽ phải thật sự là thận trọng để gì giảm thiểu tối đa những xui xẻo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trong cái ngày vía thần tài này thì chỉ toàn những điều xui xẻo đến với những người tuổi Thìn. Trên thực tế thì số mệnh đã được an bài và những người tuổi Thìn ấy thì đã được ban trên nhiều cái phước lành từ khi sinh ra. Bản thân những người tuổi Thìn trong quá trình sinh trưởng trưởng thành sẽ xây dựng được một cái tương lai vững chắc, cũng như là gì luôn nỗ lực một cách không ngừng nghỉ. Chính những cái điều đó đã giúp cho những người tuổi Thìn tích lũy ngày càng nhiều cái phước báo hơn. Bản chất mạnh mẽ và thông minh, các bạn không cần phải lo lắng về cái sự nghiệp, miễn là các bạn cứ hành động không theo cái cảm xúc của mình. Nói chung ấy, trong năm 2023 vừa qua ấy, thì những vấn đề tầm thường đã gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống của những người tuổi Thìn. Cái điều này sẽ khiến cho đôi khi ấy, những người tuổi Thìn sẽ cảm thấy sợ hãi gia tăng. Nhưng mà các bạn hãy yên tâm, đúng ngày vía thần tài thì các bạn sẽ không bị làm phiền bởi những cái vấn đề tầm thường. Và trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ gì được công danh sự nghiệp đều viên mãn. Tuy nhiên, quý vị đừng có nên tự mãn, hãy bình tĩnh làm việc một cách thực tế hơn. Nói chung ấy, cái ngày vía thần tài được dự đoán là một cái ngày mà có nhiều cơ hội lớn sẽ đến với những người tuổi Thìn trong ngày hôm nay. Đây là cái thời điểm tuyệt vời để các bạn thảo luận với cấp trên. Nếu như mà các bạn đang tìm kiếm một cái kế hoạch phát triển mới hay là đang muốn được thăng chức tăng lương. Đây cũng là một cái ngày tuyệt vời để các bạn có thể hòa đồng với đồng nghiệp, với bạn bè xung quanh. Cùng với việc kết bạn mới thì đồng nghiệp của các bạn cũng có khả năng là giúp đỡ các bạn hoàn thành được những dự án tại nhà. Quý vị hãy cố gắng tập trung vào những mục tiêu trong công việc thì sẽ dễ đạt được cái thành tựu lớn. Nhờ đó mà những người tuổi Thìn cũng có thể gì gặp dữ hóa lành. Thời khắc quan trọng cũng may mắn được quý nhân chỉ điểm, dìu dắt, thoát khỏi cái thảm cảnh. Đấy. Nói chung ấy, những người tuổi Thìn trong thời gian này thì tràn đầy cái năng lượng và cái sự sáng tạo, có khả năng nắm bắt được cái cơ hội và đạt được những cái thành công lớn ngoài mong đợi. Con giáp này biết mình thực sự mong muốn điều gì, đã chuẩn bị kỹ từ trước và có kế hoạch toàn diện cho cái sự nghiệp của mình trong tương lai. Cái việc định hướng này nó cũng cho phép những người tuổi Thìn ấy thực hiện từng bước một và không bị mất phương hướng dù có gặp phải những tình huống bất ngờ đi chăng nữa. Điều này có thể đảm bảo các bạn sẽ đạt được những kết quả tốt hơn trong cái thời gian trước đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy,
thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày vía thần tài không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, những người tuổi Ngọ cũng là một trong những con giáp được trời thương Phật độ, được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó. Nói chung ấy, trong cái ngày mùng 10 ấy, thì những người tuổi Ngọ nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ gặt hái được rất nhiều cái thành công, đặc biệt là ở nơi làm việc. Đối mặt với cái chông gai, với thử thách, những người tuổi Ngọ không phải là những người dễ dàng từ bỏ cái ước mơ của mình. Tuổi Ngọ luôn hiểu rõ những cái ưu điểm đó của mình và biết cách tập trung phát huy trong cái năm 2024. Nhờ đó mà cái vận may nó cũng đang đến với những người tuổi Ngọ. Những cống hiến của những người tuổi Ngọ cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Tận dụng cái tài năng của mình, các bạn sẽ đạt được những vị trí nhất định cho công việc cũng như là trong cuộc sống. Nói chung ấy, trong ngày vía thần tài thì những người tuổi Ngọ sẽ có một ngày gọi là cát tường may mắn. Cái vận may thì nó có liên tiếp nó ập đến do được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Lại thêm được nhiều cái cát tinh nó hội họp, nó soi chiếu. Vậy nên là sự nghiệp và tài lộc của những người tuổi Ngọ cũng sẽ được viên mãn, đại cát đại lợi, được cấp trên trọng dụng nhờ cái tư duy là mẫn tiệp và gì cái hành sự quyết đoán của mình. Những cát tinh này còn hỗ trợ giúp cho những người tuổi Ngọ, nói chung ấy, con đường công danh sự nghiệp đấy cũng sẽ gì báo hiệu những người tuổi Ngọ sẽ có một năm học hành tấn tới, thi cử thì đỗ đạt. Dù là những người đi làm hay là những người đang đi học ấy, nếu muốn học chuyên sâu hơn thì vẫn được có thể là được cái gì công thành danh toại, gặt hái được những thành quả bất ngờ và được nhiều người khác nể phục. Những người tuổi Ngọ trong thời gian này cũng cần lưu ý một chút về cái vấn đề cảm xúc của mình. Những bản tính vốn nóng nảy, cố chấp, thiếu kinh nghiệm sống nên là những người tuổi Ngọ đôi khi ấy, rất dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp, với cấp trên hay là gây ảnh hưởng đến cái con đường thăng tiến của mình. Không những thế, cái tính cố chấp có thể là gây hại cho chính bản thân mình cũng như là gì cho những người mà xung quanh mình nữa. Thêm nữa, về phương diện tài chính của những người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay ấy, thì nói chung ấy, đều được đắc tài đắc lộc nhờ được quý nhân trợ giúp. Đấy. Bạn bè người thân ủng hộ hết mình nên là cái tài vận thì nó được thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, vì ý chí kiếm tiền làm giàu được thôi thúc mà nhiều người sẽ gì không từ thủ đoạn để tranh đoạt cái phúc lợi. Chính vì thế mà đôi khi ấy, cái phúc khí nó bị hư hao. Do đó, những người tuổi Ngọ không nên buông thả bản thân, làm gì cũng cần phải tuân thủ nguyên tắc để tránh gì lòng tham nó che mờ con mắt. Thì nhìn chung ấy, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 10 này ấy, thì cái vận trình của những người tuổi Ngọ là khá là cát tường đấy. Cục diện rất có lợi cho các hạng mục liên quan đến đầu tư kinh doanh hoặc là gì đi kết giao kết nối với bạn bè. Mặc dù vậy thì bản mệnh vẫn gì bị hao một chút về cái tinh lực, về sức khỏe. Vì thế mà quý vị cũng cần phải lưu ý nhé. Đặc biệt là trong thời gian giao riêng này, ngày mùng 10 ấy, thì cái tình trạng là hẹn hò nhậu nhẹt vẫn còn nhiều. Vì vậy mà các bạn cũng cần phải hết sức lưu tâm. Bên cạnh đó thì quý vị biết ấy, những người tuổi Ngọ là những người linh hoạt và dễ thích nghi. Các bạn có thể nhanh chóng điều chỉnh cái suy nghĩ và cái hành động của mình trong các tình huống khác nhau. Và trong cái ngày mùng 10 này thì những người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều cái cơ hội. Dù trong công việc hay là trong cuộc sống cá nhân, các bạn đều có cơ hội đạt được những cái mục tiêu của mình. Thần tài chiếu mệnh, thần may mắn cũng gọi tên với những người tuổi Ngọ. Đây là con giáp xứng đáng có một cái cuộc sống giàu có, hạnh phúc trong cái ngày mùng 10 này. Đấy. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ nhá, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái năm 2024 thì những người tuổi Tuất được dự báo là một năm khá vất vả, lận đận. Đó. Những tưởng chông gai sẽ khiến cho những người tuổi Tuất chùn bước, nản lòng. Nhưng mà trên thực tế thì chỉ cần qua cái ngày mùng 10 tháng giêng thì con giáp này cũng gì có những cái bứt phá bất ngờ.
Thường ngày thì những người tuổi Tuất luôn chăm chỉ và dũng cảm, chịu thương chịu khó, lại có ý chí cầu tiến và cũng rất là giàu lòng nhân ái. Những người tuổi Tuất là những người sống biết người biết ta, nhiệt tình, luôn giúp đỡ những người xung quanh. Và các cụ nói là gì? Người gieo phúc thì gặt được lộc. Chính cái sự tử tế của bản mệnh đã giúp cho những người tuổi Tuất tích lũy được rất nhiều cái phước lành cho bản thân. Nhờ vậy nên là khi bước sang cái ngày mùng 10 tháng Giêng, trước những cái sóng gió luôn bủa vây thì con giáp này vẫn có thể bình tĩnh vượt qua từng cái thử thách. Bản mệnh sinh ra là để làm những cái việc trọng đại, càng có nhiều cái cơ hội cạnh tranh thì lại càng dễ được có được cái thành công. Bên cạnh đó, tình duyên gia đạo của những người tuổi Tuất trong thời gian này tuy nảy sinh khá nhiều cái bất cập nhưng mà cũng nhanh chóng được giải quyết. Cái chuyện to thì hóa nhỏ đấy. Nói chung ấy, trong thời gian này thì đào hoa của nam mạng thì cũng khá là vượng, nhưng mà đa phần là đào hoa sát, thu hút các mối quan hệ không chất lượng, khó tiến đến cái hạnh phúc được. Còn nữ mạng thì yêu đương gặp phải nhiều chuyện buồn, chưa thể tiến vào cái giai đoạn hạnh phúc được. Nói chung ấy, đối với những người tuổi Tuất mà trong thời gian này vào cái ngày mùng 10 này thì nói chung ấy, quý vị sẽ có một chút khó khăn nhưng mà cũng được quý nhân giúp đỡ kịp thời. Xuất hành đi xa thì gặp nhiều cái niềm vui, nhiều cái may mắn nó đưa tới. Bên cạnh đó, trong cái ngày mùng 10 này thì sức khỏe của những người tuổi Tuất nói chung ấy thì quý vị cũng cần phải chú ý về các bệnh liên quan máu huyết và xương khớp. Đấy. Tuy có nhiều cái điều nó hanh thông nhưng mà những người tuổi Tuất cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. Nói chung ấy, về sức khỏe thì cũng không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhưng do nhiều cái hung tinh nó chiếu mà khó tránh khỏi những cái tai nạn bất ngờ, hoặc là gì, tai nạn sông nước hoặc tai nạn xe cộ đấy, hoặc là gì, một số người thì còn bị động chạm đến dao kéo. Vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức là cẩn trọng. Tuy nhiên vì chẳng ai có thể là gì làm vừa lòng hết tất cả mọi người, nên là quý vị nên cẩn trọng trước những kẻ tiểu nhân âm thầm hãm hại. Quý vị hãy giữ cái tinh thần cảnh giác cao ngay cả khi thực hiện những công việc quen thuộc, tránh nghe theo những lời nói một chiều của bất cứ ai. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 10 này thì khuyên những người tuổi Tuất, những người làm lãnh đạo thì cần chú ý lắng nghe đa chiều, không nên tin theo cái lời của những kẻ nịnh hót để đưa ra những quyết định sai lầm. Bên cạnh đó, dưới sự hỗ trợ của nhiều cái cát tinh trong cái ngày hôm nay thì nói chung ấy, những người tuổi Tuất cũng sẽ được gì, tài khí cũng khá là vượng, tiền bạc thì hanh thông một cách bất ngờ, kiếm tiền như hái, bù gấp mấy lần so với cái hao hụt của thời gian trước đó. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cũng được thì thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, nên những người tuổi Tuất cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính, bởi không còn quá phụ thuộc vào nhiều cái nguồn thu như trước đó. Ngược lại, những người tuổi Tuất lại biết đa dạng hóa các danh mục kinh doanh hay là đầu tư. Đấy. Cái nguồn tiền nó lưu chuyển một cách nhịp nhàng, thu về hàng tháng cũng khá là ổn định, nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Có điều các thần này cũng kích hoạt mạnh cái ham muốn cá nhân. Những người tuổi Tuất có xu hướng là hưởng thụ nhiều hơn. Theo đó, chi tiêu tiền bạc trong cái thời gian này cũng rất là lớn. Nếu mà không cân đối thu chi ấy, thì e rằng có kiếm núi tiền thì cũng sẽ bị mất, đúng không ạ? Nói chung ấy, trong mọi vấn đề, những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng sẽ nhận được cái sự ủng hộ và cái sự yêu thương của gia đình và bạn bè. Về mặt sự nghiệp thì những người tuổi Tuất có thể là gì, có được những cơ hội để phát triển. Đấy. Cái sự chăm chỉ và cái lòng dũng cảm của các bạn cũng sẽ được đánh giá cao và được công nhận. Đồng thời, những nỗ lực của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng sẽ được khen thưởng, trở thành người có quyền lực cả đời, sống vinh hoa phú quý. Đó là những người tuổi Tuất. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Đó là những người tuổi Tuất. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, trong cái ngày vía thần tài thì những người tuổi Sửu là một trong con giáp được ban phước lành. Đó. Được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Cái phước lành mà những người tuổi Sửu đã gieo trồng từ những hoạt động trước đó ấy, thì cũng sẽ được gì? Giúp cho họ vượt qua cái năm 2024 khá là khó khăn và trắc trở này. Thưa quý vị, những người tuổi Sửu là những người luôn có cái ý chí, luôn có nỗ lực hết mình để vượt qua cái hoàn cảnh.
và có khả năng gì thích ứng rất là nhanh. Nói chung ấy, trong năm 2024 đây không phải là một cái năm quá là suôn sẻ hanh thông, đây là một năm có nhiều cái biến động đấy, và khiến cho những người tuổi Sửu không ít fan phải chề chật vì những cái thách thức mà số mệnh mang tới. Song không vì thế mà những người tuổi Sửu dễ dàng bỏ cuộc. Bản chất của những người tuổi Sửu mang cái nét kiên định, mạnh mẽ và dám đương đầu. Những người tuổi Sửu trong gia đình thường được gì yêu mến vì cái chuyện là giàu tình cảm, biết yêu thương mọi người. Tại nơi làm việc lại được trân trọng bởi cái tính thẳng thắn và cứng rắn. Là một trong những con giáp cần cù chịu khó, số mệnh thì thuận hòa, tính tình thì khẳng khái, thuở nhỏ thì dựa vào cha mẹ, lớn lên thì buôn ba, vợ chồng thì bình an, hòa bình. Đấy, con cái thì đông đúc, nói chung ấy, nữ mạng, nam mạng đều là những người hiền lương. Những người tuổi Sửu thường là tính tình cứng rắn, mạnh mẽ, dũng cảm và có nguyên tắc. Nói chung ấy, trong mệnh thì có nhiều cái cát tinh. Thường những người tuổi Sửu ấy có khả năng là nắm bắt cơ hội rất là tốt, là những người khôn ngoan hay giúp đỡ những người khác, vì thế nên cũng thường được những người khác giúp đỡ lại. Tính tình thì hòa nhã, lễ độ, nếu là người có óc kinh doanh có thể trở nên là gì giàu có và viên mãn. Nếu mà những người tuổi Sửu là những người mà có đầu óc nghệ thuật thì cũng dễ thành người nổi tiếng. Tóm lại là phúc lộc thì không thiếu, được hưởng vinh hoa phú quý, đó chính là những người tuổi Sửu. Theo dự báo của các chuyên gia tử vi tâm linh ý, thì cái sự nghiệp của những người tuổi Sửu trong cái ngày mùng 10 này, này thì đây là một ngày mà có tốt nhiều hơn xấu. Tuy có khó khăn nhưng mà nó vẫn có những cái bước tiến đấy. Càng đi xa làm việc hay là học hành thì càng có nhiều cái thành tựu. Tuy nhiên trong mọi tình huống ấy thì quý vị cũng cần phải giữ cái tâm thiện đấy, để gì góp phần hóa giải những khó khăn. Dường như ở mỗi cái mối quan hệ thì những người tuổi Sửu đều rất được lòng mọi người xung quanh. Hơn nữa, tính cách trầm lắng, tích phúc tích đức, siêng làm việc thiện của những người tuổi Sửu ấy càng giúp cho đời sống của những người tuổi Sửu gặp được nhiều cái may mắn hơn. Cuộc sống cũng không phụ lòng người có công. Nói chung ấy, những khó khăn trong cái năm 2024 thì sẽ càng rèn giũa cho những người tuổi Sửu cái bản lĩnh mạnh mẽ vững vàng hơn. Nhờ đó mà có thể là gì tự chủ cái số mệnh của mình, gặp hung hóa cát, có cơ hội hưởng thụ những thành quả, cuộc sống thì tràn đầy cái vượng khí và viên mãn. Đặc biệt là trong ngày vía thần tài ngày mùng 10 tháng riêng tới đây ý, thì tuổi Sửu cũng là một chỗ con giáp cực kỳ may mắn, tài vượt, tài vận. Tài vận thì hanh thông, công việc thì thuận buồm xuôi gió. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình ý, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp may mắn nhất trong ngày vía thần tài. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi Thìn, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Tuất, 4 tuổi Sửu. Đây là bốn con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong ngày vía thần tài. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.